Xong lễ Tam Bảo, trân trọng kính mời quý phái đoàn tiến vào bên trong giác linh đường để cử hành lễ cúng viếng A Di Đà Phật. Ban chung cổ chuyển trội chung trống Bát Nhã Tu Nghinh Chư Tôn Đức Hoa Lâm Phật Điện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em vô mấy lần? Một, năm lần nè. Bốn. Thank you.